Rồi, chào mọi người đã quay trở lại với kênh bán hàng đồ nghề Nhật. Mọi người mua hàng liên hệ số điện thoại trên màn hình ha, 034 830 8843. Mọi người xem video nhớ bấm vô đăng ký để được thông báo mấy cái video mới đăng. Rồi, hôm nay là video 120 nha mọi người. Đầu tiên là cây cắt kiến. Đây, về được một cây cắt kiến ha. Kiến của Nhật không có dùng dầu nha mọi người. Đây, thương hiệu nó là Mitsubishi. Ở đây nó dùng một cái đầu đá để cắt kiến nha mọi người. Đây, nó là viên đá dạng kim cương đó. Nó rất là cứng ha, nó cắt được kiến. Đó, không cần dùng dầu. Cây này kích thước nhỏ gọn nha mọi người. Có 18 cm rồi. Cán bằng gỗ ha. Cán nó bằng gỗ, đây bằng đồng. Rồi, cái cắt kiến này có mã 120.1. Giá bán là 150 nha. Rồi tiếp theo một cái cây đục rất là đẹp, nguyên bao chưa sử dụng. Này, đục này hàng Nhật luôn mọi người. Đây, rất là đẹp. Đây, cái lưỡi nó nè. Wow. Sắc lắm nha. Lưỡi là mới 100% luôn. Đây, nguyên cái đục mới 100%. Rồi, lưỡi đục này kích thước nó là 1,5 nha mọi người, 15 mm ha. Rồi, nó là 1,5 mọi người. Chiều dài nó là 17 cm ha. Rất là nhỏ gọn. Rồi, cây đục này có mã 120.2, giá 200 ngàn. Tiếp theo là một cái cây cưa lọng cầm tay, cưa lọng mỹ nghệ của Engineer Japan. Engineer này thương hiệu của Nhật nè. Nhật sản xuất mọi người. Tay cầm nó bằng nhựa ha. Ở đây nó kẹp cái lưỡi cưa lọng nè. Cái lưỡi này chuyên cắt mấy cái ván mỏng nha mọi người. Làm mấy cái đồ trang trí, đồ mỹ nghệ như móc khóa này kia đó, bằng cái ván mỏng mỏng á, mình dùng cái lưỡi này mình cắt ha. Lưỡi này bên ngoài thị trường cũng có bán nha. Còn cái lưỡi này thì nó kèm theo cái tay cưa lọng này của Nhật. Đó, cái lưỡi rất là nhuyễn. Nó cắt được gỗ. Rồi đây là kích thước nó 30 nha mọi người. 8 phân, cắt được độ rộng 8 phân nè. Đây. Rồi, cái cưa lọng này có lọng mỹ nghệ ha. Có mã là 120.3, giá bán 250 ngàn.
Tiếp theo là con có hai cái mũi khoan bê tông, một mũi là 6,4 ly nha mọi người, đây mới chưa sử dụng hai mũi. Đây mũi đầu này có tới 4 cạnh nha mọi người. Đầu này 4 cạnh khoan rất là ngon nha. Cái này của Kin. Mũi khoan của Kin của Japan. Kin nè. Thương hiệu Kin. 12 ly rưỡi. 35 cm Japan. Nó dài 35 cm nha mọi người. Cái mũi 12 ly rưỡi nè. Đây. Đó. Còn cái mũi này 6,4 ly, dài là 16. Đây. À, 6,4 ly nhân 16. Cũng là đầu 4 cạnh luôn nha. Đầu khoan hợp kim bấm 4 cạnh của Unica Nhật, Unica Nhật Bản luôn. Rồi hai mũi khoan này em bán chung nha mọi người. Cái này nó xài cho máy khoan bê tông nè. Hai mũi mới chưa sử dụng luôn. Có mã là 120.4, giá là 250.000. Rồi tiếp theo một cây cưa sắt của Nhật, thương hiệu là Hadi Sắt. Handy sát nè. Đây lưỡi nó có hai mặt ha mọi người, đây. Một mặt lưỡi hơ và một mặt lưỡi cưa sắt nè. Lưỡi nó mịn. Lưỡi này thì cưa gỗ mọi người, nó cưa hai chức năng. Cái lưỡi này mình gắn cái lưỡi cưa sắt không dụng của mình ở đây bán vẫn ok nha mọi người, gắn vô xài. Đó. Cái cưa này nó có kích thước cái cán là 20 cm nè, 21 cm nè. Rồi cưa sắt cầm tay của mã 120.5 nha, giá 200.000. Tiếp theo là về một cây tu vít rất đẹp, tu vít hụt nha. Đây của Nippon, Nippon này giống như là Nippon là của thằng KTC nha mọi người. Này của KTC ha, thương hiệu. Nippon. Đó. Đảo chiều. Rất là nhẹ nhàng. Cây này nó rất đẹp nè. Tay cầm nó còn nguyên cái nước sơn luôn, bóng luôn, chưa có bị chóc. Đây. Nước si này còn rất đẹp, chưa có bị gỉ gì hết. Đây có khóa đồng. Lấy lưỡi ra nè, nó đi kèm là hai lưỡi nha mọi người, một lưỡi ba ke nè, ba ke một với lại lưỡi dít dẹp. Rồi đây gắn lưỡi dít dẹp vô, mình gắn ngay chỗ chấm đỏ mọi người, nó có cái khớp nè, đẩy vô cái là nó vô. Đó, ngay chấm đỏ ha, lấy ra thì kéo cái này xuống, à, kéo cái này nè. Này là khóa không cho nó xoay tự động nữa, khóa ngay giữa, còn hai bên là nó đảo chiều. Rồi đây là cái này là khóa cái mũi lệch thu ngắn lại vẫn cái dòng màu vàng nè, bằng đồng á. Rồi cái tua vít này có hai cây nha mọi người, hai đầu mũi, kích thước của nó đây 22 cm ha, khi hụt lại.
Rồi cây Tuvix của Nhật này có mã 120.6 ha, giá 300 ngàn. Rất đẹp. Rồi tiếp theo em bán 3 món này nha mọi người. Nè, thanh lý 3 món này ha. Cây kìm cắt rất đẹp, chưa sử dụng. Kìm cắt của thương hiệu Nhật, Japan luôn. Kìm cắt cộng lực nhỏ gọn. Với một cây KTC, cây kìm mở mở mấy đầu bu lon nhựa. Mấy cục nhựa trên xe máy ô tô rồi đó. Dùng này để nạy nha mọi người. Nạy mấy cục nhựa đó. Kìm chuyên dụng ha. Một cây kìm phe của SK11. Một cây kìm phe đây. Kìm mở phe ngoài. Đầu hẳn ha. Rồi bán chung 3 món này mọi người. Đây em đo cây cắt kẽm nè. Kẽm 20 ha. Rồi thanh lý 3 món này giá chung 3 món nha. Có giá là 300 ngàn. Mã là 120.7. Rồi tiếp theo một cây dao Nhật rất đẹp. Về một cây dao Nhật. Đây nó có, nó làm cái logo rất đẹp ha. Đây thép nó rất đẹp luôn. Kích thước nhỏ gọn, có 9,5 cm thôi. Đó. Dao này bên bển nó về thì nó bên bển nó dùng rồi, nó có mài rồi nè mọi người. Đó, nó có mài rồi rồi ha. Đóng vào bên luôn. Nhật sản xuất, ở đây thương hiệu nè. Khá là bén á. Cái dòng thép này nó rất là bén. Ê. Cắt thử cái giấy cho mọi người dễ hình dung ha. Đây bật lên là nó khóa lại luôn rồi. Mở phải bấm dưới đây. Rồi con dao Nhật này có mã là 120.8 ha. Giá là 250 ngàn. Rồi tiếp theo em thanh lý cái này nha mọi người. Cái này nó xài bằng pin. Nhưng mà cái cục pin nó rất là lạ. Em bỏ mấy loại pin thông dụng mình thì nó không có vừa. Nên tìm pin không có. Rồi nên dùng nó như là một cái cây cơ ha, không cần dùng pin. Tại vì nó có vạch chia đồ hết rồi. Của thằng Miyato luôn. Rất là xịn, nhìn khá là đẹp bên ngoài ha. Đây Nhật sản xuất. Các bà mẹ đo dêm ha. Đó. Ở đây là để 3 viên pin nè. Nhưng mà cục pin 3A 2A của mình vô nó không có vừa. Giờ là không biết bên gì. Cho nên hành lý giá sát cho mọi người ha. Để mọi người xài cơ cũng được. Đây là cái thước cơ. Nó xài cơ vẫn bình thường. Không cần điện tử. Hoặc là mọi người có pin thì chế vô ha. Rồi đây là mã là 120.9 ha. Giá 450 ngàn. Cái bắp mè rất là đẹp. Rồi tiếp theo là một cái đây là cái gì cũng không biết tên gọi nó nữa, nhưng mà nhìn nó rất là hay. Đây nó giống như cái kính chụp hình nha mọi người. Ở đây nó có thông số nữa,
điều chỉnh đóng mở cái kính. Đây là kính của Nhật, made in Japan luôn, Nhật sản xuất cho mọi người. Đây lens nè, đấy là lens made in Japan. Rồi ở giữa nó sẽ có cái này, không biết để chứa cái gì. Cái này mình điều chỉnh cho nó dài ra được. Đó, như cái đồ chụp hình đây. Ở đây có một cái lens màu đỏ. Cái thân này nó bằng nhôm mọi người, bằng nhôm nè, còn này bằng thép. Cái chân này để bắt vô bàn nha, vặn ra rồi khoan cái lỗ trên bàn nó bắt vô, nó sẽ đứng trên bàn như vậy nè. Đó, rồi nó đứng trên bàn như vậy. Rồi mặt dưới nó là cái này, nó có hai cái kính lúp rất là to. Đây cái kính lúp nè, rất là dày luôn nha. Đây một cái kính lúp. Kính lúp này độ dày khoảng 2 phân mọi người. Kính lúp này dày 2 phân nha. Đây rất là trong và đẹp cái kính lúp. Đó. À, bên trong nó còn một cái nữa nè, cũng như vậy luôn, dày lên như vậy. Đây nó có cái ngăn để cái gì không biết nữa. À, rồi cái này là gắn vô đây. Gắn như vậy. Đó. Kích thước cây này là cái chân đó, cái dàn chân đó là khoảng 60 nha mọi người. Đó, cái kính này thì khoảng 8 phân. Kính bên trong, kính ngoài. Cái len này nữa, cái len, đây là cái len 50mm. Đây nó để là 50 nè. Đó, điều chỉnh. Đây nó sẽ, cái chân này sẽ chạy trên cái thanh ray này nè. Đó, toàn bộ cái này nó khá là nặng nha mọi người. Chân này bằng thép ha, còn cái này bằng nhôm, đốt nguyên cây nè, nguyên cây nhôm, nó thân nhôm. Rồi cái này em bán tù mù cho mọi người nghiên cứu chế đồ chơi ha. Mã là 120.10, giá 800.000. Rồi, đây là món cuối cùng ha. Em kết thúc video đây nha mọi người.